Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sa Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em về được một số loại giả hạt của khu vực rừng Con Tum. Thì em đã chia ra thành từng phần từng loại và sẽ quay báo giá cho mọi người luôn nhé. Hôm nay em có địa lan hạt đỉnh nâu nè, nở hoa Tết rất là đẹp nè. Tiếp theo là kiều vuông hay còn gọi thủy tiên trắng nè, hàng dề nè, đẹp lắm, từng cái là từng dề luôn. Tiếp theo nữa là hoàng thảo đơn cam nhé mọi người, cực kỳ quý hiếm luôn. Lan thanh đạm hàm long, một trong số những cái loại thanh đạm cho hoa đẹp nhất nhé. Tiếp theo là lan chanh dao. Tiếp theo nữa là kiếm, loại kiếm luôn của khu vực Con Tum. Cuối cùng là có hai cái phần đây, một phần là hoa hàng cam, hoa nở cam rất rực rỡ và nghinh xuân đón Tết đây. Rồi em sẽ quay lần lượt từng loại như báo giá cho mọi người luôn nhé. Đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người, đó là địa lan hạt đỉnh nâu ở khu vực rừng Con Tum. Thì hạt phần đỉnh nâu thì phân bố cũng rất là đa dạng, và trong số các loại hạt đỉnh thì hạt đỉnh nâu là một trong những loại cho hoa rất là đẹp nha. Đặc biệt là hoa nở vào dịp Tết thì các bác anh chị chúng ta chăm cây thì tới dịp Tết vừa ngắm cây và vừa đón Tết rất là ý nghĩa luôn. Loại này thì rất là dễ trồng, dễ sóc và cũng rất dễ cho hoa nữa. Hạt đỉnh nâu của Con Tum thì phần cũ hôm nay về những cái cây nè, cây về cũ rất là to, vì đảm bảo về mọi người trồng sẽ cực kỳ khỏe luôn. Cái loại này thì mọi người về có thể trồng vào cái chậu gồm đất nè, cát, phân chuồng hay mục trộn đều lên tơi xốp là được, là trồng được ok thôi, giống như là trồng cây cảnh vậy thôi mọi người. Và cái cây này thì hoa vào dịp Tết, tới cái thời điểm cho hoa thì nó sẽ mọc lên một cái vòi rất là dài, dài cả mét luôn, và từ đó sẽ mọc ra những cái bông hoa hạt đỉnh nâu rất là to đẹp, lâu tàn nữa, hoa nó to hơn cả giả hạt nhiều, nở chắc phải kéo dài dai dẳng cả tháng luôn mọi người, rất lâu tàn luôn. Mọi người chưa biết mặt hoa của hạt đỉnh nâu có thể lên Google search nhé. Thì mọi người nhìn thấy hoa thì sẽ chắc chắn là rất thích luôn. Rồi hôm nay thì em chia ra thành các phần nó đều nhau rồi, thì nói chung phần nào cũng tương tự nhau cả, cây mập to khỏe, mọi người yên tâm về trồng nhé. Một phần thì được tầm 4-5 thân nè, có cái được 6 tùy loại. Thì lúc quay thì em quay nguyên cây như vậy nhé mọi người, tuy nhiên là lúc gửi thì em sẽ cắt ngang đây. Đó, riêng cái hạt đỉnh nâu thì mọi người chỉ cần cái phần cũ là mọi người trồng được rồi nha, không cần phần lá nữa, giữ lá cây nó mất sức thôi. Nói chung là lúc gửi em sẽ cắt ngang đây, mọi người phần cũ là được, trồng khỏe mạnh, rất là dễ trồng. Rồi, và một phần và giá 250 nha mọi người, hạt nâu đón Tết. Tiếp theo là em giới thiệu với mọi người, đó là cái này gọi là kiều vuông nha mọi người. Kiều vuông hay có nơi còn gọi là thủy tiên trắng. Thì cái hàng hôm nay thì trong số những cái dề mà bà con người ta đi rừng về được thì em lựa ra những cái dề nó nguyên một dề luôn, tức là một phần nó sẽ là một dề để cho các bác anh chị chúng ta về chúng ta chăm chơi trồng nó cũng khỏe hơn nữa, với lại nó nhìn nó nghệ thuật. Đầu tiên là cái loại 200.000 một dề này nhé mọi người. Đó, một dề này. Đó, một nè. Tiếp theo dề đây cũng 200.000 một dề nè. Loại đây thì dề nó to hơn tí thì 250. Đó, cây rất là xanh đẹp, hàng mới từ rừng về. Đây dính cả thêm một cái cây giống như là cây gì lộng gì. Rồi. Tiếp theo đây nữa là dề này cũng 250 một dề luôn. Nguyên dề nha. Tiếp theo đây là có một cái dề này thì lớn hơn, đẹp hơn, thì giá là 500.000 nha. Giờ đây thì phải tới mười mấy cái thân già, thân tơ luôn mọi người. Sắp tới nở hoa thì khủng bố hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 16, 15, 16 cái thân tơ luôn. Thì mọi người phải tưởng tượng là lúc nó nở hoa thì phải khủng khiếp cỡ nào nhé. Nguyên một cái mạng bốc rừng nè. Đó, dề này thì giá có 500.000 thôi. Cho dề đây. Tiếp theo nữa là cái dề VIP số 7 này. Thì cái dề này phải là một cái dề cực kỳ to luôn. Mọi người nhìn cái thước 50cm em để bên cạnh nè, mới thấy được cái độ lớn của cái dề này nha. Thì dành cho bác nào thích chơi hàng khủng thì có thể mua dề này. Và giá thì cũng dễ chịu thôi. Giá 700.000 thôi mọi người. Để nó được một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ, bốn thân tơ, năm thân tơ, sáu thân tơ, bảy thân tơ, tám cái thân tơ, tám thân tơ mập ú ụ rất là nhiều thân già luôn. Thì một cái dề khủng đây thì về các bác có thể ghép vào một khúc lũa thật to, hoặc là một cái chậu thật là lớn nha. Đó, thì trồng cái dề này hàng VIP mà.
Rồi, đối với những cái dê này thì có thể là cái lúc gửi thì cái cước nó hơi cao nhé mọi người. Thì tuy nhiên là chúng ta chịu khó tốn thêm tí cước thì được những cái dê khủng VIP vậy thì về chơi thì sẽ rất là thích luôn. Rồi, dê VIP kiều vuông này có giá là 700 ngàn nha. Rất là to khủng. Ngày rất là xứng đáng chơi đó. Tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu với mọi người là em có ba cái phần kiếm. Thì đây. Thì một dê nè, hai dê nè, ba dê. Thì dê đầu tiên đây thì có giá là 250 ngàn nhé mọi người, 250 ngàn cho một dê kiếm. Ở đây thì người ta hay gọi kiếm này là kiếm vàng luôn á, tức là vàng, tức là cái lá nó kiểu ăn nắng nó vàng vàng đó. Luôn thì cây nó ngắn thôi chứ nó không dài như một số loại kiếm khác. Thì dê đây 250 nè, rất là xanh tươi đẹp luôn, nguyên dê nha. Tiếp theo nữa, đây đây em có một cái dê kiếm nguyên bản, dê này thì 200 ngàn thôi, nó nhỏ hơn 200 ngàn thôi nhưng mà nó cục khúc nguyên bản về chúng ta bị treo lên chơi nhìn rất là hay hay là lạ. Và đây phần đây là gì, đây có nó hai dê kiếm ngắn ngắn luôn luôn, nhìn đẹp lắm, nhìn rất dễ thương luôn. Về mọi người thợ trông làm hai dê cũng được đó, một dê chúng ta trông, một dê chúng ta biếu bạn cũng được. Rồi hai dê này thì cũng có giá 250 nha mọi người, 250 này, 250 đó. Kiếm này là kiếm rừng nha, hoa sổ số. Kiếm thì nó cho rất nhiều mặt hoa luôn mọi người. Thì các bác về có thể tự sổ ra cái mặt hoa của kiếm. Người ta nói vui, thường hay nói vui là luyện kiếm. Rồi, tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là lan hoàng thảo đơn cam nhé. Hoàng thảo đơn cam là một trong số những cái loại lan quý hiếm bậc nhất hiện nay. Và giá thành cũng rất là cao luôn. Hoàng thảo đơn cam thì cái mùa hoa của nó rơi vào tầm tháng 3, tháng 4. Thì cái giống đơn cam ở khu vực rừng trung tâm này thường là cái giống đơn cam lùn nha. Đơn cam lùn tức là cây nó nhỏ nhỏ tròn vậy nè. Đó. Tuy nhiên vậy thôi, nó đã đạt tới cái độ trưởng thành của nó rồi mọi người. Và sắp tới thì nó sẽ ra cho ra hoa vô tư nha. Cái giống nó lùn lùn như đốt ngón tay vậy mà hoa rất là to luôn á. Thì một phần như vậy thì được tầm cỡ 15 dê nha. 15 dê kiếm nhiều, 15 dê đơn cam đó, có cả những cây nó dài hơn tí đó, thì trong đó chung luôn mà một phần như vậy thì giá 250 nha mọi người, cho các bác các anh chị chúng ta có thể về sưu tầm cái loại lan quý hiếm này. Thì hoa của đơn cam thì cho một màu cam rất rực rỡ. Mọi người chưa biết mặt hoa đơn cam có thể lên Google search nhé, nhìn vào thì cực kỳ thích mắt luôn. Loại này thì mọi người có thể về ghép vào gỗ lũa nha, đơn cam thì nó khá là ưa gỗ lũa luôn. Đây thì hôm nay thì em chỉ có 3 phần thôi, mỗi phần giá 250 nha mọi người. Đợt vừa rồi thì cũng có đơn cam mà lên rất nhanh, một số các bác anh chị có dặn nhưng mà em cũng không nhớ rõ lắm ai, thì nếu mà thấy thì đăng ký mua nha. Hôm nay thì chỉ có 3 phần này thôi đó, một phần tầm 15 dê nha, đơn cam giống đơn cam luôn rất là hiếm của khu vực rừng Đắc Cô Công Tâm. Rồi tiếp theo nữa là em có một phần cái này gọi là thanh đạm hàm long nha. Thì cây đang nụ hết nè mọi người, đó đang có vòi nụ nè. Về thì các bác anh chị chỉ việc chăm là chơi thôi. Loại này thì mọi người về ghép gỗ lũa hoặc là trồng vào chậu than vỏ thông cũng được, tùy sở trường của mọi người thôi. Loại này cũng dạng dễ trồng, dễ chăm sóc và đang có nụ nữa, mọi người về chăm thời gian có hoa chơi luôn. Đó. Một phần như vậy thì giá 250 nha. Đó. Phần này thì về mọi người thể trồng được hai chậu vừa vừa hoặc là một chậu thật lớn cũng được. Đó. Đang nụ về chỉ việc ngắm hoa thôi. Đang còn ẩm luôn nè, hôm nay mới về đang còn ẩm. Để mai kịp khô thì em gửi luôn. 250 một phần thanh đạm hàm long nhé. Nó là trong cái dòng thanh đạm thì hoa thanh đạm hàm long là cái loại hoa cho hoa đẹp nhất đó mọi người. Rất là to luôn, cực kỳ lâu tàn nữa. Mọi người thể lên Google search thêm mắt hoa của thanh đạm hàm long nhé. Nhìn giống hàm của con rồng á, người ta đặt tên là hoa là thanh đạm hàm long. Tiếp theo nữa là em có hai phần lan cành dao. Thì cái loại này thì cái thân nó khá là giống như cái lan thủy tiên, tuy nhiên là những cái đốt thân nó thì khá là ngắn nữa. Cái đây là cái lá của nó nè, lá nó có xu hướng là nó tròn giống như là những cái cành vậy. Cành nhỏ nhỏ rất là hay, nhìn rất nghệ thuật. Và cái loại này hoa cho hoa màu tím nha mọi người, tím trắng rất là đẹp luôn. Thì các bác anh chị muốn sưu tầm cái loại lan thân lá độc lạ này thì có thể đăng ký đặt mua nha. Em có hai phần thôi, gọi là lan cành dao nha mọi người. Mọi người có thể lên Google để search thêm về cái mặt hoa của cành dao, hoa rất dễ thương luôn. Thì một phần về có giá 200 ngàn, 200 ngàn cho một phần như vậy. Đó, để các bác các anh chị chưa có loại này thì có thể sưu tâm về làm giống nha.
Rồi tiếp theo nữa là em có một cái phần hỏa hàng cam, thì cái phần này gọi là bán thanh lý thôi mọi người. Đó, thì nó phải rơi vào tầm 50 mấy dê luôn, thì giá chỉ là 300.000. Dê nó thì đa số là dê nhỏ thôi nha, nhỏ nhưng mà nó vẫn đủ khả năng ra hoa á mọi người. Đó, nói chung là không phải hàng dập gãy đâu nha, em nhắc lại không phải hàng dập gãy mà chỉ là cái dê nó nhỏ thôi. Cái dê này đều rất là đẹp đó. Đây nè, không có hàng dập gãy đâu, nói là thanh lý nhưng mà ý là chỉ cái dê nó hơi nhỏ tí thôi, để cho các bác anh chị nào có những cái khúc lũa gỗ lũa lớn á, chúng ta mua phần này nó rẻ rẻ về chúng ta ghép được nhiều. Đó. Hỏa hàng cam thì cùng với đơn cam là một trong số những cái loài lan cho hoa màu cam rất là rực rỡ nha mọi người. Hoa mọc thành từng chùm giống như là những cái ngọn lửa. Cái mùa ra hoa thì rơi vào tầm tháng 4, tháng 5, thì mọi người về chăm thì lúc nở hoa thì nó sẽ thấy những cái chùm hoa giống như là những cái ngọn lửa ở giữa khu vườn mình, rất là hay, đặc biệt luôn, hoa cực kỳ đẹp. Rồi 300.000 cho một cái mẹt này nha, tầm 50 mấy 60 dê luôn mọi người. Rất là nhiều, về tha hồ ghép luôn. Cuối cùng là em có một cái phần nghênh sân, và nghênh sân này là của nghênh sân Gia Lai nha mọi người, khu vực rừng cờ bang của tỉnh Gia Lai. Thì Gia Lai cái dòng nghênh sân thì nó phân bố cũng khá là rộng, thì chủ trong đó tập trung chủ yếu hai cái vùng rừng là cờ bang với rừng Phú Bổn. Thì đây là hàng rừng cờ bang Gia Lai nha, thì có một dê nè, dê nguyên si nè, lành lặn nè. Hai dê đây cũng rất là to nè. Dê thứ ba này thì cái lá nó hơi lỗi tí nha, lá này nè, bà con người ta hái ta vận chuyển thì nó hơi bị dập gập vào đây, thì các bác anh chị về có thể thích có thể cắt đi hoặc là để nguyên, mà thời gian sau nó sẽ tự lành nhé. Đó, nó có gập đây một tí, còn lại thì nguyên si, cây rất là to luôn đó. Thì ba dê này giá là 300.000, thì các dê này đã đủ khả năng ra hoa hết nè, và hoa đặc biệt là hoa này nở Tết nha, đúng với cái tên gọi nó luôn, gọi là nghênh xuân thì là đón Tết, có nơi thì gọi là đai châu hoặc là ngọc điểm. Hoa nở vào dịp Tết cổ truyền của bà con Việt Nam chúng ta, thì về trồng chăm sóc rất là dễ. Về mọi người có thể ghép vào chậu gồm than lớn hoặc vỏ thông lớn rồi cục hoặc là ghép vào gỗ lũa là được. Đó, loại này dễ trồng dễ chăm sóc, và về chăm thời gian là có hoa chơi thôi, sắp Tết rồi mà. Rồi 300.000 cho ông phần nghênh sân 3 giờ đây nha. Rồi thì hôm nay thì em đã quay xong các dê, thì các bác các anh chị có nhu cầu mua loại nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Thì em báo giá lại lần nữa là hạt đỉnh nâu thì có giá là 250.000 phần, lúc gửi đi em sẽ cắt ngang gần gốc nữa, gửi đi gốc cho 100 cho dễ. Thứ hai là kiếm thì có giá 250 nè, 250. Hoàng thảo đơn cam thì 250.000 một phần, thì có 3 phần thôi. Cành dao 200.000 phần, có 2 phần. Thanh đạm hàm long đang nụ đây thì giá 250 có một phần thôi. Tiếp theo là cuối cùng là có những cái dê kiều vuông 200 500 700 đó. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Các bác anh chị mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề nha, ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo ạ.